dân miền Tây Vlog xin kính chào toàn thể cô chú anh chị cũng như các bạn đã quay trở lại với kênh nông dân miền Tây Vlog của em nha. Hôm nay em lại nhà thăm chú Thiện Bình. Chú Thiện Bình mà mấy clip trước thì nông dân đã quay chú rồi. Quay với cái tên, đặt cái tên tiêu đề là chú có căn nhà biệt thự ở giữa rừng đó. Giữa rừng cây đó, đây xung quanh là rừng cây. Nay nông dân lại để chúc Tết chú hai. Thì của ít lòng nhiều của những anh chị em gửi cho nông dân á, nông dân hôm nay đi đến đây để tặng cho chú. Thì cũng như nãy nói rồi, của ít lòng nhiều. Thì bây giờ mình mời cả nhà theo chân mình đi vô thăm nhà chú hai. Dạ, xin mời cô chú anh chị cùng đi với mình. Đây là đường đi vô nhà chú hai. Thì từ cái chỗ mình á, đi ra đây cũng rất là xa. Mình đi nãy giờ cũng 3 phút mới tới. Đây là cái đường đi vô. Đó, xa xa trong kia là cái nhà của chú hai. Cô chú anh chị mà thường theo dõi kênh nông dân á, thì biết cái chú hai này. Mình cũng quay 2 clip rồi. Hôm nay là clip thứ 3. Cận Tết nên sẵn mình lại mình chúc Tết thì mình thăm chú hai luôn. Để coi chú hai năm nay ăn Tết như thế nào. Có khác ngừ không? Tại vì chú ở mình nên nè. Kiểu như sống giữa cái đám cây thôi. Ở mình nên. Nói lại chú hai ơi. Nay Tết nhất gì sao rồi, nhà cửa có trang trí gì khác không? Không có gì. Không có khác nào đâu. Có cây tầm vỗ cơ. Dùng lá non lên. Dạ. Nay ghé thăm ăn Tết sao, nhà cửa rồi có khác hơn? Vẫn vậy. Đây là nhà của chú hai nghe quý vị. Đi vô trong tham quan nhà này nữa. Nhà này thì mấy lần thì nông dân có quay rồi. Nay quay lại cho cả nhà biết. Xem cái chú hai ăn Tết có khác gì người ta không. Đây. Đây là cái gian bếp ạ. Chú hai đây là ông vợ con. Ở có một mình quý vị. Đây là cái chỗ ngủ. À, cái nhà của chú hai. Tết thì Tết tôi mua bông trái cây gì trưng gì trơn chú hai. Dạ. Mình quay sơ trong chút xíu mình ra mình nói chuyện với chú hai. Là cái biệt thự của chú hai. Ồ, cái ớt trái quá trời trái nè. Đây là ớt này chắc cũng cay lắm nè. Kia là xung quanh đây là ruộng lúa. Đây là ruộng lúa. Đây. Ủa, chú hai nấu gì đây? Nấu cơm hồi nãy hả? Nhìn thoải mái quá ha, bếp ở đâu cũng làm cái bếp được. Lễ Tết thì nhà nước đây ta có cho mình gì không chứ ai? Chưa thấy, bây giờ không biết có cho không. Dạ. Thấy bên vợ có cho mấy phần nữa. Dạ. Ta cho mấy người nghèo rồi này nọ. Dạ. Nghèo đi nữa, đâu có ai biết. Nghèo thì ở đây địa phương ta nắm hết chứ sao không biết, tại ta chưa có thấy tới mình thôi. Nhận được một lần. Dạ. Giờ đâu có làm gì hết chú hai, bình thường thì ở nhà vậy thôi, giờ mà không nổi hả? Đây thì thấy nó sụp xuống hơn một lần. Mấy cái che đó rồi
cái kèo cũ á. Dạ. Nó một con gãy rồi mình xem cái kèo khác nó thấp hơn. Sụm nằm nó còn nó không cái kèo trên nó tụt cột. Giờ mới thấy cái nóc làm như nó bị quằn nữa. Ngày qua được một mùa mưa năm nay rồi, còn năm tới không biết sao nữa. Ở trong đây thì nhờ cây nhiều nó cũng trắng được gió. Thiết cũ tạm thôi. Khoảng cây cột nó không có một là mình quan trọng là hai cột cái. Dạ. Có một là mình kèo cặp lên cột lên. Thì sửa nó một cây nào mình thay cây nấy thôi chứ sao giờ thì không có tiền thì mình làm từ từ. Một cây nào thì chặt cây, ở đây cây này đâu có chặt hay mua cây. Ừ, phải làm lại chứ đỡ chứ mùa mưa tới thì nó qua Tết chứ giờ này là hết kịp rồi, gần Tết rồi. Nay cũng hai mấy rồi. Dạ. Thì con nay lại đây thì có mấy chị em người ta gửi ít phần quà để cho mấy người hoàn cảnh khó khăn. Thấy chú Hai thì con cũng chích gan ít con gửi tặng chú Hai đây. Chứ phần quà nữa. Có. mấy người con ấy thì có luôn. Đây con gửi chú Hai. Chúc chú Hai năm mới vui vẻ nha. Này của mấy anh chị em người ta xem kênh của con rồi người ta thấy những hoàn cảnh khó khăn người ta cũng gửi cho ít ít vậy thôi, không có nhiều, chia ra ngừng ít ít. Vậy cái này con mua một chiếc ra chứ gì? Chiếc ra chứ. Dạ đúng rồi, con chiếc ra rồi, cái đó là cái phần của chú Hai. Không có nhiều. Không có hả? Cũng có trong tên. Không, cái đó là của riêng chú á. Dạ. Thì con đi còn mấy cái người kia nữa. Nay qua đây con ghé thăm chú Hai trước. Gửi cho ít vậy thôi, cũng như là coi như cỡ chục cái gạo. Dạ. Tại còn nhiều người, ta cũng khó khăn hơn. Thì người nít nít vậy thôi, có là đỡ hơn không. Tấm lòng của người ta mà, tấm lòng của khi đói còn có khi no. Dạ. Thì có vô nhà chứ, vô nhà đi, vô nhà giới thiệu cho bà con tôi biết. Đây cũng được. Dạ. Đâu có nhiều, có 100.000 à, tại bỏ vô cái bao cho nó đẹp vậy đó. Tết mà phải có kiểu đỏ đỏ rồi như có mùi sưng chút xíu. Mùa sưng thì ai thì cũng phải đón sưng, mình có bỏ vô cho đỏ chút. Giờ vô quay sơ cái nhà lần nữa cho cô chú anh chị xem. Cái nhà cái mấy cái clip trước thì nông dân hay gọi vui là đây là căn biệt thự ngàn sao đó quý vị. Cái clip mà nông dân cũng đã quay rồi đó. Nay chú Hai ngồi ở ngoài, ổng ngồi ở ngoài gốc cây đó. Thì do chú Hai ổng làm cái tinh thần á nó không được bình thường như người khác. Cho nên cái lời lẽ chú nói thì nó cũng không giống như người ta. Đây là gạo. Ủa còn nhiêu gạo đây hả chú Hai? Đủ ăn qua Tết không? Này còn được chừng 4-5 kg chứ gì? Mình nên ngày ăn chuyện lon không hết nè. Rồi cái chảo gì đang thôi mà không có gì trong này xem cũng đầy nắp. Đa số đồ cổ nhiều quý vị. Đây là gian bếp của chú Hai nè. Được cái là có bình ga, bếp ga có giá trị hơn.
Này ông ở mình nên. Sao mà cái này rác nhiều quá à, không gom vô bọc bán vô chai hay gì chú hai? Mấy chai này bán được mà. À. Lâu lâu gom lần ha. Lâu lâu gom lần đi bán luôn cũng được, nghe vài ngàn cũng đủ mua nước đá, mua đèn dầu đồ. Coi nấu cái gì đi. Trời ơi, nấu nồi cháo bự vậy hả? Mình nên ăn nồi cháo này 2 ngày luôn quá. Có gì ăn vậy chú hai, là ăn cháo với đường với muối. Cháo nước tương. Đây ở Bình Nên nó cũng khổ. Không có con cái gì. Bây giờ hồi đó hồi lúc còn trẻ người ta lấy vợ đi. Giờ cũng có con, có xuôi có da hết rồi. Có nữa chắc chở kiếm chuyện này nữa chết. Dạ. Đây trời nắng thì còn đỡ cái quý vị. Trời mưa thì nó cũng vô, nó cũng khó đi, đường nó ẩm ướt. Đây hình như có cái đường máy xới nó đi đường này nè. Máy xới mới suốt vậy đi vô đường này. Rồi bữa nay con ghé thăm chú hai chút xíu rồi còn đi qua mấy cái nhà đằng kia nữa. Chào chú hai, con đi đi về. Dạ. Thôi con chào chú hai nha. Nãy giờ nông dân ghé thăm nhà chú hai. Cái này thì nông dân đã nói là nông dân ghé đây bữa nay nó lần thứ 3 rồi. Thì mấy lần trước thì cũng ghé thăm chú hai, cũng cho chút xíu quà. Hôm nay thì nhờ được tiền của chị của em ở phương xa gửi cho nông dân để chia sớt những hoàn cảnh nghèo. Thì cũng như nông dân hồi nãy nói thì chú hai đây là ổng cũng không bình thường. Lời lẽ ổng thì nó không phải như người ta, cho nên cô chú anh chị cũng thông cảm. Thì ai cho gì thì cho, chứ cũng không có biết nói cái lời hay ý đẹp gì. Nay nông dân chỉ giới thiệu cho cả nhà biết cái hoàn cảnh chú hai. Cũng cảm ơn những cô chú anh chị đã luôn theo dõi kênh nông dân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ phần quà nhỏ gửi tặng chú hai và những hoàn cảnh khác. Cuối video thì nông dân xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị có một cái Tết thật là đầm ấm, thật là sum vầy bên người thân và gia đình. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Dạ, xin chào ạ.